Các bác ơi, em về được hai mẫu bát này nha các bác nha. Giá chỉ có hơn 1 triệu một tí thôi. Bát rất là rẻ luôn. Đây, số lượng của bát thì các bác cái mã này mà anh em lấy số lượng thì giá siêu rẻ nhá. Các bác lưu ý nhá, cái con này thì các bác chốt mã cho em này này. Q1207F. Đây là mã của con này. Con này bản 12 xương, đít lồi và có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Con này thì cái mã của bên nhà máy về là Q1207F. Đấy, còn đâu khi các bác mà thích dán thương hiệu JBL hay RZ hay dán gì thì em dán cho cái ý. Còn hàng mới về nó như này. Màng kết hợp sợi bông thủy tinh từ 190 côn 76. Côn của nó côn phíp này. Các bác nhìn qua cái lỗ thở của nó là côn phíp nha. Đấy, thực tế nhìn nó rất là rõ luôn. Màng sơn dầu bóng và gân hai gân. Giá hơn 1 triệu một tí. Bát này siêu rẻ và đánh rất là hay luôn. Bát 30 Q1207F các bác nha, chốt mã con này bản 12 xương. Còn bản này là 12H18D. À, bản này cao hơn mã kia. Bản này bích 7 màu rất là đẹp, đít có cái lưới ở bên trong 7 màu từ 190 côn 76. Xương bản mới, hình chữ U này. Đây, nhìn nó rất là gấu luôn. Model 12H18D đây, đem mã vạch của mình nhà máy. Mang sơn dầu bóng và gân hai gân. Đấy. Bát là bát nhập khẩu nhà máy Trung Quốc và giá của nó rẻ và hàng của nó đẹp, chất lượng. 12H18D, bát đẹp như này, oánh rất là chắc tiếng và sáng. Đây là dòng bát full nha. Anh em lấy giá xỉ, số lượng liên hệ trực tiếp cho em, giá siêu rẻ cho tất cả các bác săn nha.